Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay em xin chia sẻ đến với mọi người cách làm rau cần cua trộn dầu giấm rất là đơn giản, dễ làm nhưng mà rất là đậm đà và ngon. Mời quý cô bác anh chị ngắm rau cần cua nhà em nè. Rau cần cua thì nó thường tự mọc ở trong các cái chậu cây cảnh, và khi mà nó già rồi mình lấy hạt mình rải là nó lên rất là nhiều. Rau cần cua không chỉ là một cái loại rau có nhiều giá trị về dinh dưỡng mà nó còn được xem như là thần dược để hỗ trợ điều trị rất là nhiều bệnh như là chống viêm, hỗ trợ điều trị mình gút này, hay hỗ trợ điều trị viêm khớp, rồi ức chế các cái tế bào ung thư, giảm đau, tốt cho dạ dày hay là chống oxy hóa. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ điều trị trầm cảm hay là giảm nồng độ axit uric trong máu hay giảm cholesterol trong máu nữa. Nó có rất là nhiều tác dụng mà ăn thì rất là ngon. Và để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời quý cô bác anh chị hãy cùng vào bếp làm với em nhé. Em chuẩn bị 300g rau cần cua. Sau đó thì mình sẽ nhặt khúc vừa ăn, và cái phần mà hoa hạt này á thì mình sẽ bỏ đi, cái phần này thì ăn không tốt. Sau đó thì mình sẽ đem đi rửa thật là sạch. Thái mỏng nửa củ hành tây. Nếu như mà ai ăn chay kiêng hành thì mình có thể bỏ qua hành. Mình chuẩn bị một ít nước, sau đó cho vào 2 muỗng canh giấm và mình cho hành tây vào, mình ngâm trong vòng 15 phút để cho hành tây nó bớt hăng, và mình ngâm với nước đá để hành tây được giòn. Mình sắc lát 4 củ hành tím để phi cho nó thơm. Còn nếu như ai ăn chay mà kiêng hành thì mình sẽ thay thế một khúc gốc baro. Thái một trái cà và một trái ớt nếu như mà thích ăn cay. Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu ăn. Sau đó thì mình sẽ cho hành tím vào, mình phi cho nó thơm. Còn ai ăn chay kiêng hành tím á, thì mình sẽ cho gốc baro vào lúc này để phi. Và mình nhớ dùng đũa đảo đều để cho hành nó được vàng đều. Khi mà hành đã vàng đều và giòn như vậy rồi á thì mình sẽ vớt cái xác hành ra. Tiếp theo thì mình sẽ trộn nước dầu giấm. Mình cho 2/3 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt và 1/3 muỗng cà phê tiêu. 2 muỗng canh giấm. Giấm thì mình nên dùng giấm gạo hoặc giấm nuôi hay là giấm táo cho nó an toàn cho sức khỏe, còn không nên dùng giấm tinh luyện. 1 muỗng canh dầu ô liu và 3 muỗng canh dầu khử hành lúc nãy. Sau đó thì trộn hỗn hợp này lên để cho nó tan hết cái gia vị. Khi hành tây ngâm trong nước giấm được 15 phút rồi thì mình sẽ vớt ra và cho vào rau cần cua. Và mình rưới cái sốt dầu giấm lên. Sau đó thì mình sẽ dùng đũa trộn đều. Sau khi mà trộn đều rồi á thì mình sẽ cho cà và xác hành phi vào. Wow, cái món này rất là hấp dẫn luôn á quý cô bác anh chị, ăn thì rất là hao cơm và đỡ ngán nữa. Và như vậy là em đã chia sẻ xong cách làm rau cần cua trộn dầu giấm rồi. Nếu như mà quý cô bác anh chị thấy chia sẻ của em hay thì nhớ đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.